Xin kính chào quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 6 tháng 7 năm 2023. Trích dẫn từ trang tin Đại Lục, vào chiều ngày 5 tháng 7, một trận lốc xoáy và mưa đá ở Quý Châu của Trung Quốc đã khiến 198 người thiệt mạng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin một trận lốc xoáy và mưa đá ở phía đông tỉnh Quý Châu đã khiến ít nhất 198 người thiệt mạng và gần 800 người khác bị thương. Một cơn bão lốc xoáy và cơn mưa đá nặng hạt quần thảo các vùng lân cận của Diêm Thành và tỉnh Quý Châu cùng một lúc vào ngày hôm qua. Được biết, cơn lốc xoáy và mưa đá xảy ra vào buổi chiều, ước tính đo được sức gió mà trận cuồng phong lốc xoáy gây ra đạt 186 km/h. Chúng xô đẩy nhiều vật cản trên đường đi ở các làng và thị trấn bên ngoài thành phố. Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin cho biết, lượng mưa lớn kèm theo mưa đá và lốc xoáy đã khiến các hoạt động cứu hộ, cứu nạn trở nên khó khăn hơn. Trung Quốc ngày tận thế. Đoạn video ghi lại trận lốc xoáy cho thấy những chiếc ô tô trên đường đều bị lật, cây cối và đèn chiếu sáng bên đường bị gãy, tháp cáp bị sập. Hệ thống điện liên tỉnh cũng đã bị đánh sập, dân làng địa phương nói với Tân Hoa Xã rằng nó giống như ngày tận thế. Anh cho biết lúc đó nghe thấy tiếng gió rất lớn, sợ trời mưa to nên vội vàng lên tầng 2 đóng cửa sổ. Vừa lên lầu chưa kịp đóng cửa sổ thì nghe tiếng bùm, toàn bộ bức tường bị lật tung. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ban hành chỉ thị nỗ lực hết sức để tổ chức giải cứu những người bị thương và giảm thiểu thương vong. Trải qua hơn một tháng với đủ mọi thể loại thiên tai dị tưởng, Trung Quốc đang vô cùng lao đao về nền kinh tế của cường quốc số 2 thế giới đang trồi sụt một cách vô cùng thảm thiết. Người dân ai oán lên án chính quyền, những người đã dũng cảm chỉ trích đích danh Tập Cận Bình là một kẻ thiếu trách nhiệm, vô nhân tâm khi ông ta không thèm đếm xỉa gì đến người dân. Ngược lại còn tăng cường thêm ngân sách quốc phòng, chạy đua vũ trang với Mỹ, đem vũ khí Biển Đông tập trận và xây dựng đảo nhân tạo, hòng chiếm trọn 95% diện tích Biển Đông. Kính thưa quý vị, hiện tại theo số liệu thống kê, mùa màng lúa gạo và lương thực đã bị tàn phá, hư hại hoàn toàn lên đến 70%. Đồng nghĩa với việc Trung Quốc đang cùng lúc đối phó với thiên tai, cùng lúc đối phó với cả nạn đói. Việc lo lương thực đầy đủ chu cấp cho 1,4 tỷ dân không phải là điều dễ dàng, ngông cuồng, ngạo mạn, bành trướng là thế. Tập Cận Bình hiện đã phải hạ giọng cúi đầu, ngửa tay khẩn xin Mỹ và các nước sản xuất lúa gạo bán lương thực cho Trung Quốc để nước này mau chóng ổn định lại cuộc sống. Nhưng chính quyền Da Trắng và các nước đồng minh đã nói không. Cho đến khi nào chính quyền Bắc Kinh và Tập Cận Bình thay đổi đường lối ứng xử với quốc tế thì Mỹ và đồng minh mới ra tay bán lương thực cho Trung Quốc. Đây được cho là một hành động kiên quyết của Mỹ và đồng minh trong lập trường cứng rắn với Trung Quốc sau khi những gì mà Bắc Kinh đã gây ra đối với cả thế giới. Kính thưa quý vị khán giả, hiện các loại cây lương thực như gạo, ngô và lúa mì, phần lớn trong số đó tập trung ở các tỉnh như Tứ Xuyên, Vân Nam và Giang Tây. Người dân đói kém khổ sở, không có gì để ăn, nước sạch không có để uống, thậm chí có gia đình phải lấy nước sông lên để nấu, thật là thương tâm. Ngược lại với lãnh đạo chính quyền của Bắc Kinh lại ăn sung mặc sướng, xa hoa trụy lạc. Hình ảnh rất giống với thời đại phong kiến sắp suy tàn của các triều đại phong kiến trước của Trung Quốc. Những ngày mưa xối xả ở nhiều nơi miền Nam Trung Quốc đã phá vỡ nhiều kỷ lục lịch sử, kỷ lục của mưa bão và kỷ lục của những ngày mưa. Tại khu vực Giang Hoài, miền Nam Trung Quốc, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều nơi ở Hồ Bắc, An Huy và các tỉnh khác bị ngập lụt. Cục Khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo màu cam trong 12 ngày liên tiếp. Theo báo chí của Trung Quốc đưa tin, Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán nhà nước Trung Quốc xác nhận rằng sông Dương Tử đã xuất hiện trận lũ thứ 6 trong năm nay. Thông tấn xã Trung Quốc đưa tin, hồ chứa Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Dương Tử có lưu lượng cực đại 50.000 m3 mỗi giây vào ngày hôm qua, mùng 5 tháng 7. Và nhiều tỉnh như Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Quảng Tây, Quảng Nam và Quý Châu đã phải tiếp tục hứng chịu những trận mưa lớn liên tục. Sau gần 3 ngày yên ắng, tưởng chừng như mưa lũ đã giảm, thì nay nhiều tỉnh miền Nam Trung Quốc lại có những trận mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc kể từ ngày mai, mùng 7 tháng 7. Theo các nhà chức trách, hôm nay lượng mưa lớn đã khiến thêm 25.000 người ở 11 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng và hơn 30 người thiệt mạng hoặc mất tích. Một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại một ngôi làng ở huyện Đa Pan, tỉnh Quý Châu do mưa lớn. Đến sáng thứ Bảy, ít nhất 19 người thiệt mạng và 9 người bị thương, một số người vẫn bị chôn sống. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã phát tín hiệu cảnh báo đỏ về mưa lớn vào đêm thứ Sáu, ít nhất 8 người chết và 4 người mất tích. Tại sân bay Vũ Hán, nước ngập trên đường khiến các phương tiện không thể qua lại. Tại nhiều vùng của tỉnh Hồ Bắc, lượng mưa hàng ngày đã vượt quá nhiều kỷ lục lịch sử của trận lũ năm 2016 và năm 1998. Quý vị lưu ý, tỉnh Hồ Bắc là địa phương nổi tiếng gắn liền với con đập nổi tiếng không kém, đó chính là con đập Tam Hiệp. Con đập lớn nhất Trung Quốc cũng là con đập lớn nhất của thế giới. Tuy là công trình vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng từ lâu đây được cho là tử huyệt chí mạng của đất nước Trung Quốc. Hàng tỷ mét khối nước đang ngày đêm chảy vào hồ chứa khiến cho tình trạng vỡ con đập đã được đẩy lên một cao trào mới. Lo sợ con đập bị vỡ, chính quyền Trung Quốc đã cho xả lũ bí mật trong đêm khuya, khiến cho nhiều nơi, nhiều người dân Trung Quốc thức giấc vào buổi sáng đã không thể phân biệt đâu là đường, đâu là sông. Có thể nói rằng, ông Tập Cận Bình cùng bè lũ lãnh đạo diều hâu của ông ta phải chấp nhận đánh đổi hàng triệu người dân khi cho xả lũ lén lút hòng bảo vệ con đập. Việc làm này lại càng làm cho người dân trở nên tuyệt vọng vào chính quyền, nhưng họ không còn cách nào khác ngoài im lặng và chịu đựng, khi mà tiếng nói của người dân Trung Quốc chỉ là trò hề viển vông. Kính thưa quý vị khán giả, với sự ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế của chính quyền Trung Quốc, Mỹ vẫn cho điều tàu chiến tiếp tục đi vào khu vực Biển Đông để thách thức luật biển sửa đổi mới của nước này nhằm chiếm đoạt trọn Biển Đông. Và căng thẳng đã lên đến cực điểm khi Trung Quốc muốn chứng tỏ sức mạnh và những quy định của mình đặt ra, khi tàu của Mỹ phớt lờ luật rừng của Trung Quốc. Và cũng vì sĩ diện mà đã xảy ra một cuộc đối đầu quân sự ở Trường Sa, sau đó khiến cho các tàu khu trục của Trung Quốc đã bị những tàu chiến của Mỹ nghiền nát. Và diễn biến của sự kiện khiến tình hình căng thẳng trên Biển Đông bị đẩy lên một mức thang mới như thế nào? Mời quý vị khán giả lắng nghe bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, để ngăn chặn Trung Quốc muốn kiểm soát dần và độc chiếm Biển Đông theo ý đồ của mình, tàu chiến của Mỹ đã đi vào vùng biển này nhằm thách thức luật báo cáo của Trung Quốc. Theo tuyên bố của Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, hoạt động của tàu chiến Mỹ quanh đảo Đá Gạc Ma và Trường Sa là một phần của chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông theo luật quốc tế đã được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc và luật biển trong trạng thái hình thành tự nhiên. Các thực thể địa lý như đảo Đá Gạc Ma, Vành Khăn bị nhấn chìm lúc thủy triều lên nên không được hưởng quy chế lãnh hải bằng cách tham gia vào các hoạt động bình thường trong phạm vi 12 hải lý của đảo Đá Gạc Ma. Mỹ đã chứng minh rằng tàu thuyền có thể thực hiện hợp pháp các quyền tự do trên biển và ở những khu vực đó. Thông báo của hạm đội 7 đã nhấn mạnh đến tính pháp lý này. Đảo Đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa là một trong những thực thể nhân tạo lớn nhất bị Trung Quốc chiếm đóng và cải tạo phi pháp. Chính quyền Bắc Kinh đã ngang nhiên triển khai nhiều loại khí tài đến thực thể này, trong đó cải tạo tên lửa tốc độ cao và tên lửa phòng không. Vương Lý, phát ngôn viên của Chiến khu Nam Bộ tuyên bố, lực lượng Hải quân Trung Quốc đã theo dõi toàn bộ quá trình giám sát và cảnh báo yêu cầu tàu chiến của Mỹ phải lập tức rời đi. Ông này trước đó ngang nhiên tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền đối với các đảo và vùng biển lân cận, lên án Mỹ là nhân tố phá hoại hòa bình trong khu vực. Trong một thông cáo đáp trả sau đó, hạm đội 7 đã bác bỏ cái gọi là xâm phạm chủ quyền Trung Quốc. Thông báo đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh đang cố tình xuyên tạc các hoạt động hàng hải hợp pháp của Mỹ và cũng có các yêu sách quá đáng, bất hợp pháp trên Biển Đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển trên biển và trên không, hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép như tàu Jidek Japot, khu trục hạm TM3. Trung Quốc nói gì cũng không ngăn cản được chúng tôi. Hạm đội 7 đã chốt vấn đề, chuẩn đô đốc Đan Mạch Tim nhấn mạnh. Sự hiện diện của các tàu chiến Mỹ là vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, hướng tới duy trì hòa bình và ổn định cùng trật tự thiết kế dựa trên luật lệ. Trước khi tiến vào Biển Đông, nhóm tàu tác chiến trên đã tham gia cuộc tập trận quy mô lớn và diễn tập với nhóm đồng sân bay của Anh, các tàu chiến của lực lượng phòng vệ Nhật Bản và như để giữ thể diện cho các tuyên bố cứng rắn của mình trước đó. Trung Quốc đã cho điều tàu tuần dương hạm Hải 3 cùng nhiều tàu hải cảnh và khu trục khác của Hải quân Trung Quốc ra đón đầu gây hấn và khiêu khích. Tàu chiến của Mỹ buộc phải tuân thủ quy định mới của Trung Quốc, với chiều dài lên tới 200 mét và lượng dạn nước lên tới 60.000 tấn. Đây là một trong những tuần dương hạm lớn nhất của Hải quân Trung Quốc được điều đến để thực thi luật hàng hải sửa đổi ở Biển Đông, buộc tàu thuyền nước ngoài phải khai báo. Tuần dương Hải Nam được trang bị 6 pháo hạm, cỡ nòng 457 ly trên 3 tháp pháo lớn và 4 súng máy hạng nặng cỡ 13,2 mm. Với nguồn lực cực mạnh, tuần dương hạm Hải Nam có khả năng đánh chìm nhiều chiến hạm và tàu chiến đối phương. Đồng thời, trong một lần khai hỏa với quy luật của chiếc tuần dương hạm này, Trung Quốc hy vọng có thể đe dọa và đánh đổ được tàu máy ra khỏi vùng biển Trường Sa theo đúng quy định từ luật biển của Trung Quốc đề ra. Sau khi gây hấn thách thức, thậm chí đâm vào tàu Mỹ khi Mỹ đã bác bỏ những đòi hỏi vô lý từ phía Trung Quốc, hai bên đã xảy ra một trận đụng độ quân sự đầy kịch tính và ngoạn mục. Kể từ đầu năm đến nay, một trận hải chiến đã nổ ra khi Hải quân Mỹ lựa chọn ưu thế của mình bằng cách sử dụng đòn tấn công từ không quân nhằm để giảm thiểu thương vong tối đa. Các tiêm kích oanh tạc cơ và các máy bay phóng ngư lôi từ tàu chiến của Mỹ đã bắt đầu mở cuộc tấn công vào lúc 8 giờ sáng. Sau khi tên lửa và pháo của hai bên liên tục nã vào nhau trong khoảng 30 phút, đội tàu gồm 9 chiếc của Trung Quốc bị oanh tạc không ngừng nghỉ bởi số máy bay chiến đấu của Mỹ. Số lượng chiến đấu cơ của Mỹ quần thảo ngay trên tuần dương hạm Trung Quốc nhiều đến mức có thể gặp nạn vì có khả năng bị đâm vào nhau. Đợt tấn công đầu tiên kết thúc với việc tàu ngầm Trung Quốc bị trúng 2 quả bom ngư lôi và mất 2 tàu khu trục hộ tống, một tàu hải cảnh. Đợt tấn công thứ hai diễn ra ngay sau đó với lực lượng khoảng hơn 20 máy bay của Mỹ. Nhận thấy tuần dương hạm bắt đầu nghiêng về một bên khoảng 20 độ, máy bay của Mỹ đã thay đổi chiến thuật sử dụng ngư lôi loại kích nổ ở độ sâu lớn hơn. Điều đó cho phép ngư lôi đánh vào phần vỏ mỏng phía dưới đáy tàu thay vì lớp giáp dày bên sườn. Đại tá thuyền trưởng tuần dương hạm Trung Quốc khi đó đã ra quyết định khó khăn khi cho ngập nước khoang động cơ với hy vọng tàu lấy lại sự cân bằng. Điều này đã khiến cho 300 thủy thủ Trung Quốc bị thiệt mạng vì ngạt thở ngay tức khắc. Tuần dương hạm lúc này đã trúng hơn 10 quả ngư lôi, 7 quả tên lửa và bị hư hỏng nặng nề. Bất chấp nỗ lực chống ngập, tàu tiếp tục nghiêng tới 45 độ. Thuyền trưởng Vương Mưu đã ra lệnh cho số thủy thủ đoàn còn lại bỏ tàu, còn bản thân và nhiều sĩ quan khác trên đài chỉ huy đã tự trói mình vào ghế và vĩnh viễn chìm xuống đáy biển cùng con tàu tuần dương trên. Vì lo sợ sự trừng phạt sau thất bại nhục nhã này nên đã quyết định tìm cách giải thoát. Sau gần 1 giờ đồng hồ đụng độ, lúc này hầm đạn ở mũi tàu bắt đầu phát nổ, tạo thành cột lửa cao khổng lồ tới 100 m và đám mây hình nấm cao tới 200 m. Nhìn từ xa, khối này tương tự một vụ thử bom hạt nhân chiến thuật được kích nổ. Ánh sáng phát ra từ vụ nổ có thể nhìn thấy từ các thành phố trên đất liền của các tỉnh Nam Trung Bộ. Vụ nổ đã phá hủy một số máy bay Mỹ đang quan sát chiếc tàu bị chìm. Lực lượng tàu hộ tống hầu như bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài tuần dương hạm Hải Nam và 3 tàu khu trục cùng 2 tàu hải cảnh khác bị phía Mỹ đánh chìm. Các tàu còn lại đã bị hư hại nặng nề, số người thiệt mạng trong vụ chạm trán ác liệt với Trung Quốc lên đến gần 600 người. Như vậy, thuyền trưởng Trung Quốc sớm đã ra lệnh bỏ tàu, nhưng hầu hết số thủy thủ đều bị thiệt mạng cùng với tuần dương hạm Hải Nam này. Có thể nói trận đụng độ mới nhất này đập tan mưu đồ độc chiếm Biển Đông và uy lực rừng của chính quyền Trung Quốc. Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh tự do hàng hải theo đúng luật pháp quốc tế trên vùng biển chiến lược này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!